Em cũng muốn hỏi cô là nếu mà như em nó nói là phải đi đi mở luân xa, phải học 7 ngày xong thầy thì mở luân xa từ trên đầu này, thì em nó thực hiện 3 năm nay thì nó hết cái bệnh đau đầu mà rất là khỏe mạnh, mà đi dạy rất bình thường, không đau đầu nữa. Mà trước đây em cũng có cái bệnh đau đầu vì đau vai, khi mà ngồi thôi mà thiền thế này thì em tập trung vào ấy, thì em cảm giác cái luồng như kiểu có cái ánh điện này, nó đi từ trên xuống thái dương, rồi thỉnh thoảng nó ở trên con mắt này, nó như kiểu cái luồng sóng á, nó lăn tăn lăn tăn. Em nghe rõ cái lời cô nói là màu màu xanh rồi là màu vàng, thế thì em cũng cảm giác như là có những cái khi mà đến cái giai đoạn đó thì nó lại đổi màu xanh màu vàng và thậm chí như em cảm giác như là hay như mình ngủ mơ thấy có một cái đôi mắt, có một cái đôi mắt, và thậm chí là có lúc nhìn thấy hai đôi mắt mà không biết là người đấy là như thế nào. Thế thì em cũng muốn xin hỏi cô, đấy là do là mình tưởng tượng hay là do một cái gì mà nó kỳ diệu đến như thế? Thì Phúc Tâm cũng xin trả lời là thật ra luân xa mình nó có sẵn rồi, nó không có phải là phải mở, phải là nó đã đóng hoặc là không có mà bây giờ mình phải mở. Vì nói dễ hiểu nhất nôm na là luân xa là những cái điểm huyệt mà nó có cái lực, gọi là cái năng lượng nó nằm ở cái vùng xoáy đó, và nó sẽ thành những cái hình tròn xoáy, và nó là một cái dòng khí chảy được lưu thông từ trên cái cột sống, và nó qua đỉnh đầu với những cái điểm luân xa được giao thoa với nhau, mà nó sẽ liên quan với những cái đám rối thần kinh trong cơ thể của mình. Thì nó cũng với đông y thì nó là những cái điểm huyệt, đối với y khoa thì nó là những cái hệ thần kinh đám rối thần kinh thôi. Cho nên với những cái thông điệp mà gọi là mở luân xa thì thực ra Phúc Tâm thì cũng trải nghiệm và được học rất là nhiều về cái này cũng thời gian dài rồi. Thì chúng ta biết rằng là trong cái suy nghĩ của chúng ta thì tạo ra hào quang, và hiện nay thì trong cái trang bầu trời bên trong của Phúc Tâm có đưa lên rất là nhiều cái chủ đề, mà trong đó có nói rõ về luân xa, về năng lượng. Thì chắc mong chị Tuyết Ban có thể vào trong cái phần đó thì có những cái rất là rõ trong cái kiến thức Phúc Tâm đã đưa vào trong cái những cái video đó. Còn khi mà mình thiền mà mình cảm giác và có những cái đôi mắt ở trong đó thì thực ra cái cơ chế tâm trí của chúng ta là nó có phần tâm trí, có phần tâm ấn, có phần ký ức của mình. Thì trong những cái dòng chảy và trong suy nghĩ của mỗi ngày của mình, nó sẽ có cái việc là liên tục. Thì khi mà mình thiền mình nó chưa có cái sự tách bạch ra thì nó cũng sẽ lẫn lộn của trong cái cuộn phim trong ngày của mình nó xuất hiện thôi ạ, chứ không phải là một cái gì nó huyền bí. Nhưng mà cái điều rất là tuyệt vời là ở cái cuộc sống của chúng ta ở đây, và những cái quy luật của cái xã hội nó có một cái sự gọi là tương quan mật thiết với con người. Và dần dần nếu cô đã được đi vào hành trình này thì cũng sẽ hiểu ra nhiều cái điều rất là vi diệu, mà nó rất dễ dàng cho cuộc sống chúng ta, chỉ cần vận hành theo những cái quy luật đó thôi, thì chúng ta thấy rằng là cuộc cuộc đời của mình rất là thú vị và nhẹ nhàng ạ.